Chúa với nhau. Bây giờ trôi qua rất nhanh. Kính thưa Thánh, chúng ta là những người đã được cứu chuộc và trở nên con cái của Đức Chúa Trời, là con cái của Đấng Chủ Tể Hạnh Phước. Thì Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta, Ngài không những đã ban chính Ngài cho chúng ta thôi, nhưng mà Ngài còn ban luôn cả cơ nghiệp vinh hiển đời đời vinh diệu của Ngài cho các con cái của Ngài nữa. Cho nên chúng ta là con cái của Chúa thì chúng ta là những người không chỉ là được phước mà còn trở nên nguồn phước cho người khác. Chúng ta còn trở nên nguồn phước cho mọi sự chung quanh cuộc sống của chúng ta. Cho nên chúng ta không phải là những con người chạy đi tìm kiếm phước đâu. Chúng ta không phải là những người cầu phước, bởi vì thật sự đó là gia tài, là cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta rồi. Cho nên vấn đề của chúng ta là nhận thức được điều đó. Và điều quan trọng là làm sao để chúng ta có thể biết được điều kiện nào để chúng ta có thể thật sự tiếp nhận được cái nguồn ơn phước dư dật của Chúa, nguồn ơn phước lớn lao của Chúa, và học cách nào để chúng ta có thể tuôn đổ phước hạnh đó ra cho người khác, cho cái thế giới chung quanh chúng ta mà thôi. Thì đây chính là điều mà chúng ta muốn có thời giờ cùng học hỏi lời Chúa với nhau. Bây giờ xin chúng ta cùng xem lời Chúa được chép ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 1 từ câu 26 cho đến câu số 31. Kính mời Thánh chúng ta đứng lên lắng nghe lời của Đức Chúa Trời phán và chúng ta tiếp nhận lời này thuộc về mình. Đây là cái điều rất là quan trọng, bởi vì lời Chúa phán, lời sáng tạo muôn vật, thì khi chúng ta tiếp nhận lời đó bởi đức tin thì nó trở nên lời sự sống và nó làm cho hoàn thành trong đời sống của chúng ta theo như lời Ngài. Tôi xin được đọc ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 từ câu 26 đến câu số 31. Đức Chúa Trời phán rằng: chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất. Hãy làm cho đất phục tùng. Hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Đức Chúa Trời lại phán rằng: này, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt đất và các loài cây xanh quả có hột giống. Ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi. Còn các loài thú ngoài đồng, các loài chim trên trời và các động vật khác trên mặt đất, phàm giống nào có sự sống thì ta ban cho mọi thứ cỏ xanh đặng dùng làm đồ ăn thì có như vậy. Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Vậy có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ sáu. Amen. Kính mời Thánh đồng an toàn. Có một lời ghi lại về công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời. Và chúng ta biết đến cái ngày thứ sáu và cuối ngày thứ sáu, sau khi mọi sự khác trong muôn vật đã được Đức Chúa Trời Ngài tạo thành, thì Ngài đã dựng nên loài người. Ngài đã dựng nên loài người. Đặc điểm của việc Ngài dựng nên con người thì nó khác với muôn vật ở chỗ là người được dựng như hình và tượng của Đức Chúa Trời. Và khi có người đã được dựng nên như vậy thì có một cái mục đích của Đức Chúa Trời, ấy là để cho con người sẽ phản ảnh được về hình ảnh của Đức Chúa Trời ra ở trong thế giới này. Và bởi sự phản ảnh của Đức Chúa Trời thì nó cũng là thể hiện được cái uy quyền quản trị mà Đức Chúa Trời ban cho con người để quản trị muôn vật trên trái đất này. Và chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài ban phước cho loài người. Và phước đó là một sự sanh sản thêm nhiều, là một cái sự tăng trưởng cách lớn lao và làm cho dãy đất, đồng thời quản trị tất cả muôn vật, muôn loài để có cái sự sinh sôi nảy nở. Mặc dù trong 6 ngày mà Đức Chúa Trời Ngài sáng tạo muôn vật đó, thì chúng ta thấy mỗi một ngày sau khi Đức Chúa Trời Ngài đã làm xong thì Ngài nói rằng đó, Ngài thấy việc Ngài làm là tốt lành. Đó là ngày thứ nhất, vân vân.
cho đến ngày thứ sáu thì biệt, đó là đã dựng nên con người rồi thì Ngài không chỉ nói là lành thôi. Trong câu 31 nói rằng Đức Chúa Trời chính là một cái đặc điểm để giúp cho chúng ta có thể là khi con người được Đức Chúa Trời tạo dựng nên theo như hình ảnh của Ngài thì Đức Chúa Trời thấy mọi sự đó là tốt lành. Đức Chúa Trời thể và sẽ có thể bày tỏ được cái thẩm quyền của mình để quản trị muôn vật. Cho nên Đức Chúa Trời thấy điều đó là rất tốt lành. Chứ bây giờ cái việc của chúng ta ở đây thì chúng ta hãy tìm có thể nhận biết được rằng làm sao để cái nguồn phước mà Đức Chúa Trời đã ban cho người thì bây giờ chúng ta có thể lãnh nhận cái điều đó và đồng thời chúng ta đổ nó ra. Thì đâu trước hết thì chúng ta thấy ở đây nói rằng chúng ta hãy làm nên loài người theo như hình ta và theo tượng ta. Cái điều kiện thứ nhất đó là chúng ta phải được Đức Chúa Trời Ngài tạo thành như hình và theo tượng của Chúa. Điều này nó có khi nói đến hình đó là cái con người bề trong của chúng ta. Con người được tạo dựng nên khác với muôn vật một cách rất là đặc biệt. Ở chỗ là chúng ta được tạo dựng nên từ bên ngoài và bên trong thì nó có ba phần. Thứ nhất, thân thể của chúng ta. Thì nó là cái phần thuộc thể chất của chúng ta để có thể tiếp xúc với cái thế giới vật chất này. Cái thứ nhì đó là cái phần hồn của chúng ta là một cái sự tự nhận thức về chính mình và nhận thức về cái thế giới chung quanh chúng ta. Thì trong cái phần hồn của chúng ta nó gồm có lý trí, ý chí và cảm xúc của chúng ta. Và cái phần thứ ba nó cái sâu kín của con người đó là cái phần linh. Bởi vì Đức Chúa Trời khi dựng nên con người thì ở trong đoạn 2 câu số 7 nói rằng đó lấy bụi đất nắng nên hình người. Là ở trong đó chúng ta được tạo dựng một thân thể này, thân thể vật lý của chúng ta là từ bụi đất. Cảm ơn Chúa vì Chúa dựng nên chúng ta từ bụi đất. Bởi vì chúng ta biết rằng là sinh sôi này đối với sự sống của nó thì nó bắt nguồn từ đất. Nếu mà Đức Chúa Trời lấy vàng mà tạo nên con người chúng ta thì sẽ không có cái sự sống trong đó. Có phải không? Nếu mà bây giờ chúng ta lấy những cái hạt giống chúng ta gieo vào trong một đống vàng thì nó có mọc không? Không có thể mọc được, nó chết thôi. Hay là nói một cách khác là nó không thể mọc được ở trên vàng. Nhưng mà gieo xuống đất á thì chúng ta biết rằng nó sẽ có thể sống và nó có thể tăng trưởng, phát triển và kết quả. Và nó rất là lạ lùng là bởi vì cũng đất đó thôi. Nhưng mà tùy theo cái loại giống gieo xuống thì nó sẽ ra. Cho nên Đức Chúa Trời Ngài dựng nên con người chúng ta bằng bụi đất về phần thân thể. Nhưng mà sau đó Đức Chúa Trời Ngài hà sanh khí, hà cái hơi thở đó, Ngài thổi cái hơi thở của Ngài vào ở trong con người. Thì con người trở nên một loài sanh linh. Cho nên như vậy thì con người đã được tạo thành có hồn và có linh. Và linh là cái phần để chúng ta tiếp xúc với Đức Chúa Trời, là cái nguồn của sự sống và cái nguồn của phước hạnh. Cho nên ở đây cho chúng ta thấy rằng chúng ta được theo như hình và tượng của Chúa. Ý về con người bề trong của chúng ta đó. Hay nói một cách khác, ở đây nó có nghĩa là cái phần vị cách của con người. Tức là những phẩm cách của một thân vị. Và chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Trời của chúng ta đó, thì Ngài trong bản thể Ngài là linh. Và bây giờ khi chúng ta được dựng nên theo như hình của Ngài, tức là con người bề trong chúng ta là có vị cách. Và vị cách đặc biệt là bởi vì chúng ta có được cái mối tương giao với Đức Chúa Trời. Rồi chúng ta cũng có lý trí, ý chí và cảm xúc ở trong phần bản thể trong linh hồn của chúng ta. Rồi linh hồn của chúng ta nó mới và nó thể hiện qua cái phần thân thể vật lý của chúng ta tiếp xúc với cái thế giới vật chất hay là để thực hiện một số những cái việc nào đó ở trong cuộc sống của chúng ta để thi hành cái công tác và nhiệm vụ mà Đức Chúa Trời giao phó cho con người là quản trị muôn vật. Cho nên đó là cái
chúng ta cần thấy là chúng ta phải được tạo dựng nên theo như hình ảnh của Đức Chúa Trời. Đó là điều kiện thứ nhất để chúng ta để thật sự nhận được phước và tuôn đổ phước hạnh của Ngài. Một cái điều mà chúng ta thấy rằng đáng tiếc đó là gì? Là con người đầu tiên khi Đức Chúa Trời dựng nên là Adam và sau đó Eva, đó là một con người tập thể nha. Ngài chỉ dựng nên một người. Rồi sau đó thì mới sanh sôi ra những cái dòng dõi hậu tự, như chúng ta biết là trở thành muôn dân ở trên mặt đất này. Chỉ từ một con người mà Đức Chúa Trời dựng nên, cho nên đó là một con người tập thể. Và rồi bây giờ đó, Adam, Eva khi đã được dựng nên một cái thế giới tốt đẹp, trong một cái mục đích vinh hiển như vậy, nhưng mà lại không có một cái sự đầu phục Đức Chúa Trời. Đây là cái điều kiện để mà hình ảnh của Đức Chúa Trời được hình thành, được xây dựng ở trong đời sống của con người. Thì Adam và Eva lại không ở trong sự đầu phục Đức Chúa Trời để Ngài làm chủ cuộc đời của mình, mà lại đi nghe cái lời lừa dối của con rắn là ma quỷ. Cho nên từ nơi đó thì con người đã sa ngã vào ở trong tội lỗi, mất cái mối tương giao với Đức Chúa Trời, khiến cho cái ảnh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã dựng nên và ban cho con người theo như hình và tượng của Ngài đó thì nó bị mất đi vì cớ tội lỗi. Thế nhưng chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời khi nhìn thấy điều đó thì Ngài không có bỏ con người, mà Ngài đã thiết lập một cái chương trình cứu chuộc có thể phục hồi, để có thể tái tạo, tái lập lại con người theo như cái nguyên bản và cái chủ đích ban đầu của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta phải biết rằng Jesus Christ mà Ngài ta đã nhận được trong đời sống, hồi lại về cái hình ảnh của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Cho nên ở trong Thánh Kinh ta ghi lại cho chúng ta, như ở trong thơ Colosse, thơ Colosse 3 thì nói như thế này, đoạn 3 câu số 9 và 10: chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc đó. Người cũ có nghĩa là Adam sa ngã trong cái bản chất và truyền thụ lại cho chúng ta là dòng dõi của Adam đó. Thì bây giờ ơn cứu chuộc là lột bỏ con người cũ cùng công việc của nó, để mặc lấy người mới, là người đang đổi ra mới theo hình tượng đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến đầy trọn. Chính như vậy thì chúng ta biết rằng sự cứu chuộc của đấng Christ không những là bỏ khỏi chúng ta những cái gì thuộc về Adam cũ là con người sa ngã, Ngài cất bỏ cái bản chất sa ngã đó khỏi đời sống của chúng ta, rồi Ngài ban cho chúng ta bởi sự liên hiệp ở trong Ngài thì mới là sự sống đang đổi ra theo như hình tượng nên chúng ta. Cho nên chúng ta cần lưu ý rằng đó, hình tượng của Đức Chúa Trời, cái hình đó là chúng ta vị cách của mình, thì chúng ta được Đức Chúa Trời Ngài chúng ta giống như Ngài trong một số cái đặc tính. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải có một cái mối tương giao với chính Ngài. Rồi khi nói đến tượng là gì? Tượng là một cái điều gì đó nó được thể hiện ra. Hình ảnh là một cái gì đó chỉ về con người bề trong của chúng ta, nhưng mà tượng là nó chỉ về một cái điều gì đó được thể hiện qua cái nếp sống của mình mà người khác có thể nhìn thấy được. Cho nên ở đây ghi lại cho chúng ta rằng chúng ta được dựng nên theo hình và tượng của Chúa. Và cái điều kiện ở đây đó, làm sao để chúng ta có được và làm cho cái hình ảnh của Đức Chúa Trời ngày càng được xây dựng và thiết lập một cách đầy trọn ở trong chúng ta, nó có một cái sự tác. Ê-phê-sô đoạn 4 lại cho chúng ta rằng đó là Đức Chúa Trời sẽ tiếp hành động trong đời sống của chúng ta để làm cho hình ảnh của Ngài được tăng trưởng cho đến khi đạt đến tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Ngài. Cho nên điều này nói lên cho chúng ta thấy rằng đó, nó cần có một cái sự phát triển và tăng trưởng. Và muốn hình ảnh này nó ngày càng được xây dựng và phát triển trong chúng ta đó, thì chúng ta cần phải biết nhìn xem Chúa. Ở trong thơ Cô-rinh-tô thứ nhì
đoạn 3 ghi lại cho chúng ta về cái phương cách để chúng ta có thể được ngày càng trở nên giống như hình ảnh của Chúa. Câu số 17 nói như thế này: vả Chúa, tức là Thánh Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó. Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa là Thánh Linh. Thì ở đây cho chúng ta thấy rằng chúng ta phải nhìn xem Chúa như trong một cái gương, để hóa nên cùng một ảnh tượng như Ngài. Sự cứu chuộc á, làm cho đời sống của chúng ta trở nên giống như hình bóng của con Ngài. Vì Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời đã trở nên con người. Ngài đã nhục hóa, tức là Ngài mang lấy thân thể của một con người, nếp sống của một con người. Vì gương mẫu cho chúng ta, để chúng ta có thể nếp sống của mình phải trở nên giống như hình ảnh của Đấng Christ. Mà muốn như vậy chúng ta phải nhìn xem Ngài. Tác giả thơ Hebrew đoạn 12 câu số 2 cũng nói với chúng ta rằng chúng ta phải biết nhìn xem Đức Chúa Giêsu Christ là cội rễ và cuối cùng của đức tin chúng ta, để trở nên giống như hình ảnh Ngài từ vinh hiển qua vinh hiển. Nghĩa là chúng ta phản ảnh được về chính Chúa qua nếp sống của mình. Đây là cái sự sống mà chúng ta có được ở trong Chúa, và chúng ta cần Ngài tiếp tục xây dựng, Ngài làm cho nó được tăng trưởng cho đến khi đạt đến tầm thước vóc dạng vẹn của Ngài. Và đó là cái điều rất là quan trọng mà chúng ta cần phải có. Rồi ở đây Chúa nói với chúng ta rằng đó, khi chúng ta có được cái hình ảnh của Chúa rồi đó, thì chúng ta sẽ có được cái uy quyền. Cái uy quyền để chúng ta có thể quản trị. Không thể hiện được, không có được cái hình ảnh của Đấng Christ trong đời sống của mình thì chúng ta cũng không có uy quyền. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng Đức Chúa Trời dựng nên con người theo như hình ảnh của Ngài, rồi sau đó Ngài mới ban cho con người cái uy quyền để quản trị. Ngày hôm nay có nhiều chúng ta muốn là một cái người mình có thể quản trị. Quản trị trên người khác, quản trị trên hoàn cảnh, trên nhiều sự việc, nhưng mà chúng ta lại không để cho Đức Chúa Trời Ngài xây dựng ở trong đời sống chúng ta có được cái hình ảnh của Ngài. Thí dụ như lời Chúa dạy chúng ta như thế này trong đời sống vợ chồng, là chồng phải yêu vợ, rồi cũng phải kính nể vợ nữa. Ngược lại thì Chúa dạy rằng vợ phải vâng phục chồng, nghĩa là phải có cái sự kính phục chồng và cũng phải yêu chồng. Cho nên ngày hôm nay có nhiều vị là những người chồng ở trong gia đình thì muốn người vợ, chúng ta cũng lấy Kinh Thánh ra nói nè, vợ phải vâng phục chồng nha, chồng là đầu vợ. Nhưng mà cái điều kiện để cho người vợ có thể kính phục chồng của mình á, hãy vâng phục chồng như vâng phục Chúa. Mà nếu như cái người chồng không có thể hiện được cái hình ảnh của Chúa qua nếp sống của mình thì nó không thể nào có được một cái uy quyền. Người đó có thể dùng một cái uy quyền riêng mà không phải đến từ Đức Chúa Trời để một cái uy quyền thật sự mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta đâu. Mà cái uy quyền đó nó phải là từ cái chỗ chúng ta thể hiện được cái hình ảnh của Chúa qua nếp sống của mình. Nếu như trên mặt của mình, mặt thì cao có, mặt thì giận dữ, mặt thì khó chịu, mặt thì lúc nào cũng gầy gà, giận dữ, thì đó có phải là hình ảnh của Đấng Christ không? Mà nếu cái nếp sống, cái thể hiện của người chồng không bày tỏ được Đấng Christ thì người vợ không thể nào vâng phục chồng được hết á. Rồi ngược lại chúng ta cũng thấy có những người vợ nói bây giờ á, Chúa dạy mình á, là chồng phải yêu vợ à. Nhưng mà nếu mà bây giờ á, vợ không có cái hình ảnh của Đấng Christ, mà hình ảnh giống như hồi nãy mình đọc ở trong Thi Thiên 91 đó, hình ảnh của sư tử, hình ảnh của người vợ thể hiện là sư tử Hà Đông chẳng hạn, hay là con rắn chẳng hạn đi. Đó là hình ảnh mà người vợ thể hiện rồi, bây giờ muốn người chồng yêu mình sao yêu nổi. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng đó, để cho đời sống của chúng ta có thể thật sự là người được phước mà trở nên nguồn phước cho người khác, người ta phải nhìn nhận rằng ô, chồng của tôi là phước hạnh đối với gia đình, đối với tôi, vợ của tôi là phước hạnh của tôi và của gia đình.
thì phải có cái nếp sống cơ đốc được bày tỏ. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thấy rằng đây là một điều rất là quan trọng. Bởi vì nó là điều kiện để phước hạnh của Đức Chúa Trời được đến với đời sống của chúng ta và tuôn đổ ra cho người khác. Và trong tất cả những cái mối quan hệ khác cũng vậy thôi, trong hội thánh cũng vậy. Vì Ephesos đoạn 4 nói lên cho chúng ta rằng đó, mọi cái công tác và chức vụ gây dựng đời sống của những cơ đốc nhân hay là những thành viên trong hội thánh của Đấng Christ đó, là để làm cho họ được tăng trưởng cho đến khi đạt đến tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Chúa. Cho nên để cho hội thánh được phước thì mỗi một người chúng ta phải là một ống dẫn. Làm sao để mà chúng ta bước vào trong nếp sống hội thánh, sinh hoạt của hội thánh, gặp gỡ thông công với tất cả các anh chị em chúng ta, thì phải bày tỏ được cái hình ảnh của Đấng Christ. Không phải là hình ảnh của sư tử gầm, những sư tử mà lúc nào cũng có thể làm cho tổn thương người khác. Không phải là cái loài rắn hiểm độc. Nhưng mà chúng ta phải bày tỏ được tất cả những cái đức tính như Chúa Giêsu Christ Ngài đã bày tỏ qua nếp sống của Ngài. Thì lúc bấy giờ hội thánh gây dựng và hội thánh sẽ được phước. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy được điều này, để mỗi một người trong chúng ta là một sự phản chiếu hay là một sự phản ảnh ra chính Chúa. Mà muốn như vậy đó thì chúng ta phải nhìn xem Chúa thôi, nhìn xem Chúa như trong gương để hóa nên cùng một ảnh tượng như Ngài. Chúng ta thấy ông Môi-se chẳng hạn. Ông Môi-se đó, thực ra ông không phải là một chính trị gia đại tài, không phải là một nhà quân sự gì hết đó. Bởi vì ông đã thất bại trong cái vấn đề muốn binh vực cho người Hebrew, trong khi ông có một cái vị thế ở trong triều đình của Ai Cập. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đó, ông thất bại hoàn toàn, đến nỗi sau đó ông phải bỏ chạy trốn đi vào trong sa mạc. Ông ở trong 40 năm, cả cuộc đời 40 năm tại Ai Cập rồi 40 năm ở tại sa mạc, ở trong một cái sự yếm thế, chán nản, bỏ cuộc, cho đến khi ông được trong bụi gai cháy. Thì lúc bấy giờ ông đã bước vào trong sự hiện diện của Chúa và nhìn xem sự vinh hiển của Ngài được tỏ tại đó. Thì chúng ta thấy rằng cuộc đời của ông bấy biến đổi. Rồi Chúa ban cho ông một cái cây gậy của uy quyền. Ông phải gặp Chúa tại bụi gai cháy. Ông phải nhìn xem cái vinh hiển của Chúa. Rồi thì bấy giờ cái cây gậy trong của ông đó, thật ra nó chỉ là một cái gậy tầm thường, một cái gậy của một người chăn, mà chăn bầy bị chiên gì đó, của ông gia của mình là Giê-tô. Cái gậy có một số những cái công dụng, nhưng mà nó không có uy quyền gì trong cái gậy đó. Cho đến chừng ông phải gặp Chúa, ông phải đối diện với Chúa, ông phải nhận được điển của Chúa chiếu vào đời sống của mình, thì lúc bấy giờ gậy đó trở nên cây gậy của uy quyền. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng khi ông đến với xứ Ai Cập để yêu cầu Pharaoh, hoàng đế của Ai Cập phải thả dân Israel nô lệ đi đó, thì một ông hoàng đế trên đế quốc Ai Cập nghe một cái tên mà bị là một tên sát nhân bị truy nã đâu, một thằng chăn chiên gì đó lang thang trong sa mạc, làm sao mình nghe nó được. Và chúng ta rằng bây giờ Chúa đã cho Môi-se sử dụng cây gậy của uy quyền, và các dấu kỳ, các phép lạ đều được bày tỏ ra. Và chúng ta thấy rằng có những dịch lệ qua các phép lạ đó, người tai vạ đổ xuống ở trên xứ Ai Cập đó. Ông không phải là một người bị mắc dịch, mà ông lại là một người có cái uy quyền để làm nên dịch lệ nhằm có một cái sự thuyết phục hay là bắt phục đối với hoàng đế. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng cái uy quyền này nó nằm ở bên trên tất cả mọi hoàn cảnh và mọi cái thế quyền, mọi cái thế lực nào đó ở trong trần gian này, mọi hoàn cảnh luôn. Và chúng ta thấy rằng sau khi mà Pharaoh bị bắt phục rồi, để nghe theo lời của Môi-se, nhân danh Đức Chúa Trời mà yêu cầu phải thả cho dân Israel đi đó, thì sau đó chúng ta thấy rằng với những cái sự thiệt hại từ những cái tai vạ đã đổ xuống trên xứ Ai Cập đó, thì Pharaoh rất là tức giận. Cho nên ông đã huy động toàn lực binh sĩ của mình để mà truy đuổi theo. Và chúng ta thấy rằng lúc bấy giờ thì Chúa dẫn dân Israel ra khỏi Ai Cập để đi đến đất hứa đó, thì cái đồng vắng chung quanh dường như là bị vây phủ hết, bên này là núi non, bên kia là những cái đồng lũy của quân thù, sau đó là
là cái đạo quân của Ai Cập đang truy đuổi. Mà chúng ta thấy rằng bây giờ Môi-se đối phó như thế nào? Dân Israel thì họ chỉ đối diện với nghịch cảnh thôi. Họ đối diện với tai họa đang vây phủ họ thôi. Và họ rúng động, họ sợ hãi, họ la khóc. Chúa Trời nói, các ngươi hãy yên lặng và nhìn xem ta, để thấy được ta sẽ giải cứu các ngươi. Chúa nói với ông, ông nhìn xem Đức Chúa Trời, ông không hề rúng động giống như dân Israel. Nhưng mà ngược lại thì chúng ta, Đức Chúa Trời, ông đối diện với cái quyền lực của Ai Cập không phải bằng trọng pháo, không phải là ông huy động xe tăng, rồi máy bay gì đó để mà chống lại đạo quân của Ai Cập đâu. Không có. Cũng không có sử dụng bom nguyên tử gì trong chỗ này đó. Ông sử dụng cái gậy của mình thôi. Gậy đó có uy quyền à. Cho nên chúng ta thấy rằng khi mà sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được chiếu sáng ở trên Môi-se, ông đã nhìn xem Ngài giữa nghịch, thì chúng ta thấy rằng đó, ông đã được Chúa ban cho một cái uy quyền. Và bây giờ khi đưa cái gậy đó lên, biển đỏ rẽ ra làm hai, để cho dân Israel có thể đi qua như trên đất khô. Rồi đạo quân thù, nếu nó dừng lại tại ở bờ bên kia của biển đỏ thì chắc là không sao. Nhưng mà tại vì nó tưởng đâu là nó có cái quyền lực gì đó, cho nên nó đi xuống dưới, ở trong lòng của biển đỏ. Và chúng ta biết rằng cuối cùng thì toàn bộ đạo quân của Pharaoh đã bị chìm đắm và chết hết. Xác của họ trôi lên đầy ở trên những cái bãi biển của biển đỏ đó, mà dân Israel nhìn thấy. Cho nên cái điều này nó nói lên cho chúng ta thấy rằng đó, khi chúng ta nhìn xem Chúa để chúng ta có thể nhận được cái hình ảnh của Ngài trong đời sống của mình. Và khi hình ảnh nó được bày tỏ ra thì đó là hình ảnh của sự vinh hiển, của uy quyền. Thì chúng ta sẽ có thể quản trị được mọi sự. Nguyện Chúa Ngài giúp cho chúng ta để chúng ta có thể thấy được điều này. Để rồi chúng ta được mạnh mẽ. Và ở đây nói với chúng ta rằng chúng ta sẽ quản trị loài dưới biển, loài chim trên trời và mọi các vật bò trên mặt đất. Nếu mà chúng ta tìm hiểu kỹ hơn thì chúng ta có thể thấy rằng lúc trong cái thế giới mà chúng ta đang sống đây đó, thì những cái loài quỷ dữ nó ở dưới biển. Nó ở dưới biển, biển của sự hủy diệt. Nó ở dưới biển. Vì chúng ta nhớ rằng đó, khi Chúa Giê-xu Ngài đuổi hai người, thì chúng ta nhớ rằng lúc bấy giờ đó, khi Chúa hỏi tên của ma quỷ ám vào ở trong người đó, tên là gì, thì nó nói nó là quân đội vì chúng tôi đông. Và Chúa cho nó phải ra khỏi người đó, rồi nó mới xin phép Chúa là để nó nhập vào trong bầy heo. Và khi nó nhập vào trong bầy heo thì nó nhảy xuống biển. Nó phải trở về nơi cái chốn của nó. Đây là giữ. Ai đi nhóm vào tối thứ sáu thì đã được nghe tôi giải thích thế nào là ở trong biển có những loài quỷ dữ và là chỗ ở của nó. Trong khi đó thì các thiên sứ sa ngã cùng với Satan thì nó ở trung, ở trên trời chứ không phải ở dưới biển đó đâu. Cũng phải là nó ở trên đất mà nó ở trên không trung đó. Và chúng ta thấy ở đây Chúa đã ban cho, Ngài đã ban cho con người trong cái sự vinh hiển qua hình ảnh của Ngài được hình thành ở trong họ, thì có một cái uy quyền để quản trị những cái loài trời và những cái loài bò trên mặt đất. Như vậy thì chúng ta có thể, con người khi bày tỏ được cái hình ảnh của Đấng Christ thì con người cũng có được cái uy quyền để mà quản trị tất cả những điều đó, thống trị tất cả những cái điều đó, đặt định nó theo ý muốn của Đức Chúa Trời, được bày tỏ và được hướng dẫn, được thể hiện qua đức tin của chúng ta. Cho nên chúng ta có thể thấy được đưa đến ở trước mặt Adam, thì Adam đã đặt tên cho chúng. Và tùy theo tên mà Chúa đặt cho từng con vật đó thì nó mang lấy cái tên đó. Điều đó không có nghĩa là con này là con chó, con kia là con cọp hay là gì đó, không phải. Mà cho nó những cái đặc tính,
Ngài định cho nó về những cái điều mà chúng phải làm, những cái giới hạn nào đó. Cho nên chúng ta có thể đó, Chúa đã ban cho Adam một cái uy quyền rất là lớn để Ngài định tất cả mọi sự vật vào trong đúng cái trật tự, vào trong đúng cái chủ đích mà Đức Chúa Trời ban cho. Dưới sự quản trị của Adam qua hình ảnh của Đức Chúa Trời hình thành trong họ. Cho nên chúng ta có thể thấy là Chúa ban cho cái quyền đó. Nhưng mà điều đáng tiếc là chúng ta thấy sau khi ở trường Eden tốt lành rồi đó thì con rắn, tức là ma quỷ nó vào. Lẽ ra ông phải quản trị, hay là Adam và Eva tổ phụ của loài người phải quản trị loài bò trên mặt đất chứ. Phải thống trị loài bò trên mặt đất chứ. Phải ở đâu nó phải làm cái gì, được cái gì không được vượt khỏi những cái giới hạn đã định đó. Thì lại nghe theo lời của nó. Cho nên chính cái chỗ đó làm cho con người mất uy quyền và khiến cho con rắn, tức là Satan, bây giờ nó có được cái uy quyền và nó cai trị ở trên con người, nó quản trị con người, nó điều khiển con người, nó tác động trên con người, thay vì lẽ ra con người có hình ảnh của Đức Chúa Trời phải quản trị nó. Nhưng chúng ta ngợi khen và tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi vì chúng ta biết rằng sự cứu chuộc trong Đức Chúa Jesus Christ phục hồi lại cho chúng ta những cái gì mà từ ban đầu Đức Chúa Trời đã thiết lập đó khi Ngài dựng nên con người. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta. Hỏi quý bạn chị em, chúng ta phải thấy được rằng chúng ta được cứu, đó là việc Chúa đã tái phục hồi lại trong chúng ta cái hình ảnh của Đức Chúa Trời trong chính mình. Chúng ta phải thể hiện được cái vị cách, phải có được những cái phẩm cách của một thân vị giống như Đức Chúa Giêsu Christ qua cái nếp sống mà Ngài đã tỏ trên đất này. Và chúng ta thấy ở đó Chúa nói rằng đó, phải sanh sản thêm nhiều và làm cho đầy dãy đất. Hình ảnh của Đức Chúa Trời phải được thể hiện đầy dãy ở trên đất này. Và cái sự sanh sản nói lên một cái nguồn năng lực của sự sống một cách dư dật. Và đúng như lời của Chúa Giêsu, Ngài phán rằng ta đến hầu cho chiên được sự sống và sự sống dư dật, sự sống sung mãn, sự sống phong phú để tăng trưởng. Trước hết thì chúng ta biết rằng đó, cái sự sống này nó giống như là một cái cây đi, mà Kinh Thánh ví sánh là mà Đức Chúa Trời Ngài trong Ngài đó, dưới sự chăm sóc của Ngài đó, giống như cây nho nó được kết quả, thì chúng ta phải kết trái. Trước hết là bông trái của Đức Thánh Linh nó phải được thể hiện ở trong đời sống của mình. Bông trái là nó dành cho người khác nếm, không phải cho cái cây. Chúng ta khi kết quả như là một cái cây nho mà nó kết trái đi, thì người khác vào để ăn cái trái đó. Chúng ta phải đem đến cho người khác, gây dựng và tài bồi cái sự sống cho người khác. Và chúng ta phải kết trái của Thánh Linh. Cho nên chúng ta quay lại coi mình có bông trái của Đức Thánh Linh không, hay là bông trái của xác thịt. Bông trái của xác thịt đem tới sự hủy diệt. Cái điểm mà chúng ta cần thấy, vấn đề là nó tùy chúng ta đang xem ai trong gương. Nếu chúng ta nhìn xem Chúa thì hóa nên cùng ảnh tượng Ngài từ vinh hiển sang vinh hiển. Nhưng nếu chúng ta không nhìn xem Ngài mà chúng ta nhìn vào cái thế giới tối tăm này thì cái mặt của chúng ta cũng đen chứ làm sao sáng láng gì được. Bởi vì cái thế giới tối tăm này ở dưới sự chủ trị của ma quỷ, của các thế lực mờ tối. Nếu chúng ta cứ nhìn chăm vào chính mình là con người xác thịt, đó là con người sa ngã, thì không thể nào kết được trái Thánh Linh. Chúng ta không có mong đợi rằng mình cây xương rồng mà chúng ta muốn hái được cái trái chuối để ăn. Xương rồng nó chỉ có ra gai thôi chứ nó không ra gì khác hết. Muốn ăn chuối phải đi tới cây chuối. Bây giờ vấn đề của chúng ta là cây gì đây? Thì tùy theo cái loại cây của, là cái sự sống bản chất của nó sẽ sản sinh ra cái trái của nó thôi. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thấy được điều này. Chúng ta phải nhìn xem Chúa, mối liên hệ mật thiết với Chúa để hình ảnh của Đấng Christ được xây dựng, được hình thành và được bày tỏ qua nếp sống của chúng ta là bông trái của Thánh Linh. Đó là những cái đức tính cơ đốc mà chúng ta cần có. Rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng thế giới nó mới thuận, nó mới đầu phục chúng ta được. Ngày hôm nay diện với dịch lệ đang lây lan ra, chúng ta với những nghịch cảnh, chúng ta đối diện với những cái khó khăn trong cuộc sống trên đất này. Đây không phải là lúc để chúng ta lo lắng, sợ hãi và kêu vang với Đức Chúa Trời trong sự khóc thét.
giống như là dân Israel đối diện với đạo quân của Ai Cập và Biển Đỏ. Cho dù ở đó là một cái hoàn cảnh bế tắc, nó tuyệt vọng hoàn toàn, nó chứ không phải là không đâu, trong cái nhìn của con người. Thì chúng ta nếu mà ở là bây giờ ở đây chắc hy vọng có cái nổi hay là có thuyền gì ở đây để giúp cho mình vượt sông qua, nên không có đâu. Có cái cầu nào bắc ngang Biển Đỏ đi qua không? Có cái hang động nào đó kín đáo để mình trốn khỏi đạo quân Ai Cập không? Thì không có đâu. Không và hoàn cảnh sự vật mà có được thì nó có một cái giải pháp. Nhìn xem Chúa có một cái nguồn ân điển, có một cái nguồn uy quyền và năng quyền mà Đức cho chúng ta. Không có hoàn cảnh nào mà Đức Chúa Trời Ngài toát mồ hôi cả, hay là Ngài bó tay thôi, cái này chắc ta làm không được đâu. Không có. Cho nên Chúa cho chúng ta có đức tin về điều này. Và anh chị em ơi, chúng ta phải quản trị nó. Dịch lệ chứ gì? Chúng ta cấm nó, không cho nó đụng tới đời sống của mình, những người thân trong gia đình của mình, nơi mình ở, nơi mình làm việc. Tất cả những điều gì là những cái quyền lực gây thiệt hại đó, chúng ta quản trị nó. Vì Chúa nói với chúng ta thế nào? Ngài ban chúng ta quyền sư tử và rắn ăn dưới chân của chúng ta. Luca đoạn 10, Chúa Giê-xu cũng nói như vậy. Ta ban cho ngươi quyền để giày đạp rắn và bò cạp dưới chân của ta. Roma 6 ghi lại chúng ta lời hứa Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ kiếp giày đạp quỷ Satan dưới chân anh em. Không chỉ là những cái con quỷ thường thường mà ngay cả Satan đi nữa. Đức Chúa Trời bình an sẽ kiếp giày đạp nó không phải dưới chân Ngài đâu, mà dưới chân anh em. Cho nên chúng ta không có cứ hoàn sự ra trong thế giới này. Vấn đề quản trị nó nha. Chúng ta không có tác động điều khiển mình đâu. Mà chúng ta phải ở trên, chúng ta phải quản trị nó. Chúng ta phải điều khiển, chúng ta phải đặt tên cho nó. Ngươi không được đụng vào cái chỗ này. Chúng ta phải cấm đoán nó để không cho phép là những cái điều gì đem tới những cái sự thiệt hại. Và chúng ta học tập để tuôn đổ phước hạnh của Ngài ra. Chúng ta đối diện với bất cứ một điều gì, hãy học tập tuôn đổ phước hạnh của Đức Chúa Trời ra. Vì Đức Chúa Trời đem lại cho chúng ta về phước hạnh của sự sung mãn. Ngài đem lại cho chúng ta một nguồn phước dư dật để chúng ta trở nên ống dẫn, truyền ra, khai phóng ra phước hạnh của Đức Chúa Trời cho những người chung quanh chúng ta, cho cái thế giới chung quanh chúng ta. Xin chúng ta đứng lên đến với Chúa trong sự